Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, em Toàn hôm nay lại có một siêu phẩm để gửi đến tất cả mọi người đấy mọi người. Đấy, hôm nay em Toàn có một em bách hoa hàng sâu tuổi vẽ nổi khối lên nhá mọi người nhá. Một em bách hoa đen rất là đẹp luôn. Đấy, nó có bức tranh này vẽ nổi khối lên, toàn bộ vẽ nổi khối lên rất là đẹp luôn mọi người. Em xin phép là em quay sơ qua xung quanh cái họa tiết của cái em mình bách hoa này cho mọi người xem nhé. Đấy, em Bình này đặc biệt là cái cổ này rất là đẹp luôn mọi người. Cổ này là vàng, vẽ vàng từ ngày xưa nhé mọi người nhé. Em hàng này quá sâu tuổi, mọi người xem cái vàng của nó này rất là đẹp luôn. Lát đây em sẽ quay lại kỹ hơn một chút. Đấy, đây này, nó ở đây nó cũng có hai bức tranh vẽ hai quạt. Nó dòng cái đặc trưng của dòng cái dòng gốm này mọi người nhé, là họa tiết là nó giống nhau. Đây là, đây là vẽ vàng này, có chấm bi vàng lên này. Đây chỗ này cũng vẽ vàng này. Đấy, một em bình xưa rất là đẹp luôn, bách hoa sai khủng nhá mọi người nhá. Em bình này là chiều cái sai của nó khá là to đấy. Em xin phép là em đo kích thước của nó đã. Em phải lấy cái miếng gỗ này em đặt lên đây như này đã mọi người. Đấy, xong bắt đầu em mới đo kích thước để cho nó chuẩn. Thì mấy cái video trước em làm thì em cũng đặt nó lên, đấy là nhiều khi là nó có bị sai kích thước. Nên là em nói mà nó sai. Đấy mọi người, chiều cao của em bình này là cao 61 nhé mọi người nhé, rất là to luôn, cao 61, bình rất là đẹp luôn, tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Em bình là bình của Sát Trung Ha. À, em xin phép là em kéo chiều cao 61, em đo luôn vòng bụng. Em định lát thì em đo vòng bụng, nhưng thôi em xin phép em đo luôn. Thì em bình này sai vòng bụng của nó khá là to luôn mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy cái gì chưa? Đấy, chiều cái sai của vòng bụng của nó là 128 nhá mọi người nhá. Em xích em nói nhầm thì chết, 128 mọi người nhá. Đấy, một em bình này khá là to luôn. Đây này. Đấy, chiều vòng bụng của nó là 128 mọi người ạ. Rất là to luôn. Em xin phép em kéo nó sát lại để em quay cho mọi người cùng xem cho nó kỹ hơn một chút. Đây nha mọi người nhá. Em kéo lại sát một tí nữa nhá. Đấy, đây em xin phép là em sẽ quay chậm lại để cho quý anh chị cô bác nào có xem thì để ý xem cho nó kỹ, để còn quyết định sớm liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy chưa, một em bình rất là đẹp luôn, màu cũng đẹp. Đây, toàn bộ những cái chỗ này là vẽ vàng mọi người nhá. Đây này là vẽ vàng rất là sâu tuổi rồi mà nó vẽ đẹp như này mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. À, cổ này là vẽ vàng này mọi người này. Đây, đây là vẽ nổi khối hết lên nhé mọi người nhá. Vàng chỗ này nổi khối lên này. Cái vàng này nó từ ngày xưa rất là lâu rồi. Em nói thật các bác nhìn cái vàng này nó không khác gì kiểu vàng, màu vàng ta của Việt Nam mình luôn. Nó y như màu vàng ta của Việt Nam mình luôn. Rất là đẹp. Đây cái cổ này. Có những cái dòng khác nó vàng, vàng nó 18 hoặc 24K nó bóng bóng, nhưng con này rất là đẹp luôn. Em phải nói là cũng con này rất là ok mọi người ạ. Chiều cao là nó cũng khá là ok nữa. Ai bây giờ em xin phép em cho các bác xem. Đây, em cho các bác xem chuyện trước. Đây, mọi người xem chưa? Một em Satsuma. Đấy, mọi người xem cái cốt gốm của nó này đẹp chưa? Cốt gốm quá là ok luôn. Đây này, ở dưới này này. Đấy, tình trạng lành tít nhá mọi người nhá. Đây, em nó hơi nặng, em phải đặt nó xuống đã. Em cho này ra. Đây mọi người xem này, ở cái trong miệng nó này. Bây giờ cái này. Một em bình sai lớn này, khi làm video quay một mình nó cũng rất là mệt mỏi với nó. Đây mọi người xem này. Đấy. Men dạn, tình trạng lành tít. Đây miệng nó xung quanh nó vẽ tròn vào bên trong một chút, chứ không như những cái bình khác nó vẽ nó kết thúc luôn ở cái mép ngoài. Những cái bình này vẽ tròn vào bên trong một chút. Đấy, rất là đẹp luôn.
quá là ok luôn mọi người. Đây, mọi người xem này, nó vẽ vàng ngày xưa rất là đẹp luôn. Đẹp quá mọi người. Đây, em cho các bác xem cái vòng cổ của nó đây. Đấy, mọi người nhìn xem thấy chưa? Đấy, vòng cổ nó là vẽ vàng ấy. Xung quanh luôn nhá mọi người nhá. Nặng quá. Đấy. Mọi người xem video của em mà ai mà ưng em mình là gì mọi người cứ liên hệ với em nhé. Thông tin liên hệ với em là mọi người cứ liên hệ với em vào theo số điện thoại Zalo và kết bạn Zalo với em là số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Em toàn bây giờ vẫn đang ở bên Nhật nên là em toàn không sử dụng được, không gọi được số mọi người nhé. Mọi người mà ai có muốn nhu cầu mua cái gì đồ gì về của Nhật thì mọi người cứ liên hệ với em toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây, em toàn xin phép là quay lại một lượt nữa để cho mọi người cùng xem. Mọi người ơi, em toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Em toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Và em toàn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em toàn. Và em toàn xin chào tất cả mọi người nhé.